một cái SD để mình bỏ bên YouTube nha quý vị. Rồi, bây giờ thầy mua cái này gần để quý vị thấy tay nha. Cái này quan trọng lắm. Cái này mình học cả mấy tháng trời nhưng mình chỉ cô quạnh trong một lớp. Quý vị sẽ thấy ngay cái cowbell này nha. Rồi, không thấy cái phạt khác, có thể không thấy đầu cũng không sao. Rồi, em qua ghế đỏ em ngồi cho nó gần. Dạ. Em phải đánh được, tại vì mấy cái kia, mấy step kia em đã xong hết rồi. Bi nó chọn cái đũa vàng, màu vàng với màu đỏ. Bi nó chọn xong nó rút ra. Em ơi, nó đánh xong mình rớt đũa, nó móc cái này ra, phải bỏ trở lại. Ừ. Rồi, chưa hết cái nó giống như một cái triangle nhưng thực nó gọi là hình thang. Hình thang nó là hình tam giác cộng với hình chữ nhật. Thì hình chữ nhật nó như vậy, nó thêm một hình tam giác nữa thì gọi là hình thang. Chứ nhìn xa xa nó tưởng hình tam giác. Vì mau theo kiểu 10 giờ. Tại vì mình đang ngồi đây, nếu mà bị để gì thì nó kỳ quá. Thấy không? Có nghĩa là hướng về quý vị đó. Ha, rồi mình làm cái phần đó trước, giờ mình tập nhẹ. Giờ nói mà gì? Bây giờ mình cũng bác lại cái gần nhất không. Giờ thầy có ba cái cha cha quý vị đã làm rồi. Trước quý vị là bolero cha cha, bolero cha cha thì rock cha cha, chứ đừng nói cha cha bolero cha cha rumba, không phải. Cái từ mà nó đi trước thì nó là mượn người ta. Rock cha cha, thằng rock mà mượn đi quần thì đâu ai nói cha cha rock nữa, là rock cha cha, bolero cha cha hoặc rumba cha cha. Thì mình vừa lấy cái đường bolero quý vị. Khi quý vị mastermind được bolero rồi, bây giờ làm cái gì? Thì cái thằng này á, một tay phải hy sinh lên cái bên đây. Thằng này nó vẫn đánh, nhưng mình giờ tay nào lên đây thì tự nhiên mình phải đổi tay qua đây, hoặc là gần nhất đây coi nè. Đó là mình gọi bolero cha cha. Muốn cầm lít nữa thì chẳng lẽ đang đánh đây cái xuống đây cũng không được nữa, hay là mượn luôn thằng này đánh luôn. Đó mình gọi là bolero cha cha. Rồi bây giờ đi thêm một step nữa, mình đang ở rumba. Thì rumba nó là như vậy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1. Rồi bây giờ mình phải hy sinh cái cánh tay này, nó lên thành qua bên đây. Thì qua bên đây nó gọi là cha cha, nhưng mà đi bằng đường của rumba cha cha. Thì mình cũng làm vậy trước hết, bỏ chân bay ra để tập tay thôi. Sau nghe y chang như là rock cha cha vậy, tại vì đâu không có cái thầm thầm. Nếu mà quý vị đang mà panic mà không vô lại điệp, cứ đánh gì là chắc ăn. Ban nhạc họ giận dữ, tại tiếng bay của ban nhạc và tất cả thì khi mà quen rồi bị bỏ 7-8 vô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, go ahead. Rồi mà kẹt nữa thì chỉ có một bay là cũng ok. Quý vị đã mastermind được cái điều rồi, sau đó thêm cái 3-4 nữa cho nó cầm lít cái chân của rumba. Muốn hay nữa thêm sa nữa. Rồi quý vị nhớ, tại vì ngày xưa mình đánh rumba mình nhả số 6, nghe kỹ lại nè. Nhưng mà khi đến cha cha cầm lít ly nhả 1 hoặc là 5, rồi bây giờ thầy mượn của rumba mà giờ xí xóa hết điệu cuối cùng là néo rồi đau xuống là rumba. Giờ tập tay trước, rồi ghi vô được rồi bắt đầu vô chân, rồi vô thêm 2 cái bay nữa. Không có bận tâm cái snare để scan laser. Rồi bây giờ khi mấy vị được cái đó, cái step cuối cùng còn 2 step nữa.
Số 3 là mình có thể tập sau. Bây giờ step đầu tiên, phan vô số 1 và số 5. Giờ phan số 1 thôi. Nặng quá thì bởi vì mình nhả ra chút xíu. Nặng quá nó không đứng nổi luôn, nó không mở nổi luôn. Đó, bây giờ nó được tại nó nặng quá, cái này nó nặng. 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Cắm ngay số 1 phan thôi. Sau khi phan được số 1 trộn thêm số 3 nè quý vị. Rồi thầy vừa mới phan thêm số 5. Bây giờ tập từng step 1, 1 và 5. Khi đã được số 1 và add thêm số 5. Tại vì tất cả chương footwork đều giống bolero và rumba. Chậm lại một step nè quý vị. Cái một mình chưa có ready mà cái dòng thứ hai mình đã 4 5 6 7 8 1 4 5 6 7 8 1 4 5 6 7 8 1 4 5 6 7 8 1. Mà khi lẹ lên mình ép thêm số 5 nữa vậy. Vẫn còn ở level 1. Mình đang ở đây mà người ta vẫn còn đây. Người ta chỉ entry level. Làm sao mình biến cha cha nó hay hơn thôi. Cái đó là tùy quý vị, tùy duyên. Đánh được, đánh không đánh được, go back lại cái begin của cha cha thôi. Rồi sau đó add completely quý vị. Đây là tour của từ bolero, rumba và qua luôn cha quý vị. Thầy đánh một điệu, thầy mở một cái track, thầy đánh cho quý vị là 3 điệu vô 1 điệu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thầy qua bên trống kia, em bên đây, thầy chỉ từng step một để nhả thôi. Rồi con hát đi em. Rồi bây giờ lấy lại cái rầm ba trước cho nó quen chân của rầm ba đi, rầm đi vô rầm ba trước rồi lên rầm ba cha cha rồi cha luôn nha. Giờ mà hai cái step mà em làm lại, step đầu tiên là em đang làm rầm ba đánh này khoảng 1 phút cho nó cái chân nó đều. Không có mượn hai thằng kia nữa. Rồi tại vì đang livestream thì cho nó livestream lại, còn cái này chỉ có mình quay mình em thôi. Dạ. Để em coi được hai cái view. Rồi bây giờ mình được hai view luôn quý vị, một cái view mà close, một cái view thấy thầy chỉ. Rồi bây giờ cha tập cái nhịp số 1 và số 5 nha quý vị, vẫn lấy cái rumba hồi nãy nhưng mà tập nhã số 1 và số 5. Bây giờ 1 và 5 nó có nghĩa là rock đó quý vị, thay vì bên đây quý vị nè. Có nghĩa là đi một cái đầu tiên là mình nhả nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 có nghĩa là một là mình nhả từ cái lift cái chân lên chút xíu, nó bị ngay số 1 thôi nha. Control cái chân, không bắt cái chân mở, lúc đó mở không được, người bình thường không mở được. Nhưng mà tụi mình kinh nghiệm rồi, tự nhiên cái chân nó lép ngay số 1. Rồi làm thử. Rồi thầy nghe thầy nó check từ cái đó, rồi thầy mới cho nó lẹ lên, rồi mới match đường quanh my band. No, lúc đầu đừng có nhả, đánh vô rồi nhả không được. Quen rồi bắt đầu nhả gần được, cứ đánh nhạc tại mình nó vượt qua cái hầm đó luôn nè. Mới đầu thì mình còn cứng là nó không chịu nhả,
từ 1 và 5 dễ hơn võ nhã số 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, nhã số 5 dễ hơn nhã số 1, thêm số 5 nữa nè. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 7, là thơ. Cái nhã tới số 1 và số 5 nhã nó theo thứ tự luôn. Một là đi qua nhã số 1, hai là nhã số 5, dối nữa thì nhã số 1, số 5 nha. Nhưng mà thầy trong kinh nghiệm của thầy là bài học kinh nghiệm các em nhã số 5 dễ hơn, tại vì em đã từng nhã số 6 của cái thằng Ramba rồi, bây giờ cha nhã số 5 dễ hơn rồi. Nhã số 5 hay hơn số 1 mà dối rồi nhã số 1, số 5 luôn. Làm thử nha, chậm nha. 1, 2, 3, 4, 5. Mà khi mình đánh lẹ đó thì cái nhã nó dễ hơn, nó không có bị messy. Tại vì mình đang đánh chậm. Cái tay chân mình tự lúc đó nó lift đúng ngay cái timing luôn. Rồi bây giờ thầy set từ cái begin lên đến rumba lên cha cha mình đánh luôn nha. Rồi các em nghe nó từ từ, slip nó vô, đừng có nhả. Nếu mà nhả sai thì cứ giữ nhịp hoài, chạch cho lúc mà nhả được thì nó 1, 2, 3, 4, 5 thì em nhả vô cũng mới xong. Đây là cái nhịp mà mình từ từ mình đi vô nữa quý vị. Rồi mình tra trước 100, rồi 101, 102, 3 level. Bây giờ 100 nữa quý vị. We'll be right back.
Thank you.
là mình xuống nha. Bây giờ toàn là SD không mà. Giờ em vô hai bài có SD thì quay cái đó chỉ có một mình em. Thôi. Hai bài nữa nha. Rồi bây giờ SD. Để cho em có ở trong cái YouTube tối thì làm. Bây giờ cái SD cái này nè. Rồi em SD cái này đi, phóng lớn ra. Tại vì em không thấy, khán giả không thấy, chỉ có mình thầy thấy thôi. Lỡ đẹp nha, đẹp luôn. Khán giả giờ hâm mộ, biết viết thư, không biết cái sao cách trả lời. Rồi, thầy cần hai cái bài của chị, một cái SD là bài slow rock, quý vị. Chỉ cần cái điều slow rock, chỉ thành công trong... Thầy có hai cuốn slow rock của chị, hai cuốn bolero, mà thầy lại không có cha cha nhiều. Coi như là thầy... sẽ hát cho chị đánh cha cha chỉ trộn điệu cha cha. Em trộn ít cũng được, không cần nhiều, lâu lâu em bỏ vô cũng được. Dạ. Rồi bây giờ thầy trở lại chương trình thì còn có hai bạn nữa, quý vị nhắm vào hai bạn để mình làm cái YouTube. Thì cái nhạc phẩm đầu tiên cũng là slow rock. Tại nãy giờ cái chân của mình nó đang lậm vô 1-4-5, bây giờ 1-6-1. Rồi bây giờ mình vô lại slow rock nha quý vị. Làm cái SD cho chị Thủy cũng như là mấy cái file để cho mọi người học. Thầy thường nói với vị muốn học lấy mấy cái bài mẫu của chị Thủy mà thầy bên cuốn của chị Thủy, còn những người khác thầy không guarantee, đang nửa đường á. Cái người khác nhảy vô đánh trống rồi đã coi nữa chừng sao học mấy cái cuốn đó thì nó sạch sẽ, nó clean hơn, là tại vì không có ai nhảy vô đang nửa chừng đang học. Thì coi cuốn nào mà quý vị thấy mà thì học dễ cứ vô nha. Rồi bây giờ thầy có một cái nhạc phẩm slow rock. Để coi thầy lốt được bên đây, bữa nay nó làm sóng. Rồi mình hát bài cũ thì chị cũng nhớ. Nhưng mà bài cũ thầy là mình lại không có mấy file trên YouTube. Thôi như thầy hát bài tình ca cho em đi. Và tại vì cái bài đó nó có trên YouTube mà mình muốn biết mấy những cái người đó người ta hát không, mình vô đánh trống thì mình được lợi hơn, tại vì người ta đang đi tìm mấy người đánh trống bài đó mẫu. Thì bây giờ mình đánh trống bài đó nha quý vị. Rồi bài tình ca cho em ơi, có sợ không em? Lỡ mà ngồi trên lưng cọp rồi chỉ nói rằng trời con cọp tôi cũng sợ con rồng, sợ nó bay đi, tôi lỡ rồi. À, bây giờ mình đang tình ca cho em nha. Phải maximum cái chỉ có 2 phút cuối á, là thường thầy cho em biểu diễn mấy cái ru lê thôi, thì cứ đọc mấy cái ru lê cho nó quen tay quý vị. Khi quý vị trong studio nó lợi hơn, là tại vì sân khấu thường ở ngoài người ta sợ ồn, trong studio mình phải practice trước khi mình đi ra ngoài. Thì cái rate của mình 80/100, còn ở trong studio mà cho tập 50 ra ngoài còn có 30 thì 80% là mình dớt được hết dòng nhạc quý vị. Rồi sau đây xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm của thầy Ngô Thị Miên là bài tình ca cho em. Thank you.
một ngày trượt đến bóng tình như đã vỡ.
Cho nó hay thôi, không nhất thiết mà đánh cha cha. Majority 70% nó là bolero, begin rock và rumba. Cứ trong cái form đó, lâu lâu cứ mình dạng mình switch nó qua cha cha cho đàn ông giật mình chạy. Nó nghĩa là gì? Lâu lâu ấy đuổi xứ. Đâu cái gì? Em hay hại không phải phải tôi biết luôn cha cha nhưng mà tại vì tôi không đặt. Rồi bây giờ nhạc phẩm thứ hai kết thúc chương trình của ngày hôm nay phần học ra nha quý vị. Phần trước quý vị đã biết rồi, phần học ngày hôm nay là mình học cha 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 nhưng mình gài nó vô chứ không phải là bài của cha cha, nhưng mà vẫn học từ từ cho đến khi bởi vì quen rồi đánh cha cha reo luôn. Còn anh nghĩ nó vẫn còn chậm nhưng mà nó ok. Hồi nãy mình đã tập 120 được, bây giờ mình tập có 105, chẳng lẽ mình tập không được? Phải được quý vị. Sau đây xin mời vị thưởng thức nhạc phẩm của Lam Phương, Trăm Nhớ Ngàn Thương. Sao em chẳng đi còn mong
đêm mau đôi chân mòn tìm dư âm hè phố vắng lòng còn thương tình còn mong mà đêm nhớ ngày chờ mong bao phủ rồi nhìn lao áo rơi ngoài sông chị đây, ta vừa mới cầm lấy cái dù thôi.